Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực to lớn, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, trong 5 năm qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển nền giáo dục nước nhà và nhiệm vụ thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, đồng thời đề ra nhiệm vụ giải pháp không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách liên tục với các chủ đề phong phú, mục tiêu cụ thể xác thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Nhờ đó đã khích lệ được cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia thi đua yêu nước, làm nên những thành tựu quan trọng trên lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng. Qua thực tiễn, các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện vai trò nòng cốt, tiên phong của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, trong việc tham gia tư vấn các chính sách xã hội, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng trọng điểm phía Nam. Từng bước khẳng định vị thế của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục đại học của khu vực. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn, chất lượng cao hàng đầu của đất nước, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trong vùng kinh tế trọng yếu. 5 năm qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp rất tích cực và hiệu quả vào quá trình phát triển của thành phố, như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tham gia giải quyết một số vấn đề cấp bách của thành phố và tham gia vào các lĩnh vực chiến lược phát triển thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao những đóng góp của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo nguồn cán bộ khoa học công nghệ, cán bộ quản lý, tham gia giải quyết giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường và bài toán về giao thông thành phố, góp phần rất tích cực vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của thành phố, tham gia xây dựng khu công nghệ cao, trực tiếp phát triển công nghiệp vi mạch cùng với các ngành công nghiệp trọng yếu như cơ khí, hóa dược, vật liệu mới, công nghiệp thực phẩm, kỹ thuật y sinh, v.v. Là một đô thị đặc biệt, thành phố phấn đấu giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế, xã hội của đất nước, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Châu Á. Thành phố Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển của thành phố. Và điều này trong thời gian qua đã được thực tiễn chứng minh rất sống động và sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian sắp tới. Thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nồng nhiệt chúc mừng thành quả của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện mục tiêu chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn chất lượng quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong tiếp nhận và áp dụng phương pháp tiếp cận công nghệ đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn mực chất lượng quốc tế, nhằm thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới chương trình đào tạo và khuyến khích những chương trình đánh giá mới. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã làm chủ công nghệ đào tạo CDIO, đúc kết được những khung chuẩn chung, những mô hình mẫu để nhân rộng áp dụng trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở các cơ sở giáo dục đại học khác trong cả nước. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng thí điểm triển khai đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho sinh viên, đón đầu xu thế phát triển, góp phần đào tạo sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành những công dân toàn cầu, đủ năng lực làm việc trong môi trường hội nhập đa ngôn ngữ. Một trong những hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo là công tác đẩy mạnh các chương trình đào tạo chất lượng cao theo chuẩn quốc tế.
Việc nâng cao chất lượng chương trình đào tạo còn được thực hiện thông qua các chương trình liên kết với các đối tác uy tín trong và ngoài nước, được kiểm định nhằm xây dựng chương trình và môi trường đào tạo đạt chuẩn quốc tế ngay tại hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xác định vai trò nền tảng của khoa học và công nghệ trong lộ trình phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đại học nghiên cứu trên cơ sở thống nhất trong toàn hệ thống về chiến lược chung của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị thành viên đã xây dựng kế hoạch phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu dựa trên đặc điểm và thế mạnh của mình. Bước đầu triển khai việc quy hoạch nhằm tạo thành một hệ thống đại học nghiên cứu với 3 chức năng chính: đào tạo con người, nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các hướng nghiên cứu ưu tiên, các chương trình khoa học và công nghệ, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh, có khả năng tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ đột phá, kiên trì thực hiện chủ trương xây dựng các nhóm nghiên cứu. Đồng thời, chú trọng đầu tư, phát triển mạnh đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học trình độ cao, ngang tầm với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghiên cứu khoa học mũi nhọn, đỉnh cao, phục vụ cộng đồng, được xã hội, doanh nghiệp công nhận và từng bước hội nhập một cách vững chắc vào cộng đồng các nhà khoa học quốc tế. Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có sự biến đổi cả về lượng và chất, với nhiều đề tài có giá trị khoa học và ứng dụng cao, phát huy tính sáng tạo của sinh viên. Nhiều đề tài nghiên cứu của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự thi tại đấu trường quốc tế đã đạt giải thưởng cao nhất, góp phần mang vinh quang, niềm tự hào về cho nền giáo dục Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung. Trong những năm qua, hình ảnh và vị thế của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được nâng cao thông qua các hoạt động xây dựng mạng lưới đối tác và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các trường đại học Hoa Kỳ, Đại học Úc, Singapore, vân vân. Chính nhờ việc xây dựng mạng lưới các đối tác chiến lược rộng khắp này, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước chuẩn hóa các hoạt động của mình và hội nhập vươn ra thế giới, khẳng định vị thế và trở thành đối tác quan trọng đối với các cơ quan giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn thực hiện tốt vai trò đồng cốt trong nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của thành phố và các tỉnh phía Nam như xây dựng các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu, tư vấn, phản biện các chính sách kinh tế, an sinh xã hội, triển khai các đề tài, các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm, tập trung vào các vấn đề bức thiết cần giải quyết theo đơn đặt hàng của các tỉnh, thành, vân vân. Để đáp ứng kỳ vọng của xã hội và chuẩn bị sẵn sàng năng lực hội nhập quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý từng bước đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu vận hành và quản trị mô hình giáo dục đại học đang tiệm cận với các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh việc phát triển đội ngũ viên chức tại đơn vị, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn đẩy mạnh chính sách thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước cùng làm việc và đóng góp cho sự phát triển chung của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ cán bộ có trình độ tiến sĩ tăng 28% so với năm 2011. Đến thời điểm hiện tại, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều chỉnh quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Thủ Đức, Dĩ An theo định hướng khu đại học thông minh với không gian mở, thân thiện với thiên nhiên và hài hòa với môi trường sống địa phương, đã mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp học sinh sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn, công chức viên chức, nhà khoa học có môi trường thuận lợi để nghiên cứu giảng dạy, doanh nghiệp, các đối tác có nhiều cơ hội dễ dàng hơn trong tiếp cận, khai thác nguồn nhân lực, tri thức chất lượng cao, mà quan trọng hơn cả là đã góp phần thay đổi văn hóa ứng xử văn minh phù hợp hơn trong khu đô thị kiểu mẫu, chuẩn mực. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức viên chức, học sinh sinh viên đang sinh sống và học tập tại khu đô thị, cùng sẵn sàng tham gia xây dựng khu đô thị ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và thực hiện cơ chế lãnh đạo quản lý, đã lãnh đạo và phát huy vai trò của Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chủ trì và triển khai các công việc chung của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh qua hệ thống chính quyền các cấp. Ban chấp hành các đoàn thể chịu trách nhiệm vận động đoàn viên trong tổ chức mình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đồng thời là kênh thông tin tiếp nhận những ý kiến phản biện lại những nội dung công việc đã triển khai của chính quyền các cấp. Cơ chế lãnh đạo, quản lý phân công, phân nhiệm vụ rõ ràng trên đã góp phần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm qua đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010-2015 vừa qua. Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo công đoàn, ban cán sự đoàn thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của mình, đồng thời tạo ra những phong trào thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống, phát huy vai trò xung kích của từng đối tượng, góp phần tích cực, có hiệu quả vào phong trào thi đua chung của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và của thành phố.
nhiều đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào chung của thành phố. Có thể khẳng định, 5 năm qua, trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã thực sự đi vào cuộc sống, là động lực thúc đẩy, khơi dậy sức sáng tạo vô tận của đội ngũ cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, mang lại hiệu quả xã hội to lớn, góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam sánh vai cùng các nước trong khu vực. Để thi đua thực sự mang lại hiệu quả, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đổi mới công tác khen thưởng, nhằm cổ vũ khích lệ tinh thần thi đua, kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Trong 5 năm, đã có 2 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 2 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua toàn quốc, 1 tập thể được tặng Quân chương Độc lập hạng nhất, 15 tập thể và 54 cá nhân được tặng Quân chương Lao động các hạng, 31 tập thể và 82 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 46 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 134 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, 94 cá nhân được tặng huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận thành tích trong 5 năm qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công nhận 690 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 610 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với những thành quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Bước vào giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần được đẩy mạnh hơn nữa. Cán bộ đảng viên và công chức, học sinh sinh viên tiếp tục ra sức thi đua nhằm tạo ra khí thế mới, nguồn lực mới để thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển nền giáo dục của nước nhà.